sơ gan hoặc là phổi có vấn đề ví dụ như là viêm phổi nhé còn có một số một số cái trường hợp mà mà phải nghiên cứu ở cấp độ mà tế bào á, cấp độ phân tử luôn à, ví dụ như là bệnh Alzheimer bệnh Alzheimer thì nghiên cứu tới về sự, về tới phân tử và nhắc tới Alzheimer thì không có bệnh viện nào mà qua được 30 tháng 4 hết tại vì 30 tháng 4 chỗ của cô Thụy cô Thái An đó trưởng cái trung tâm về về suy giảm trí nhớ mà thầy của thầy đang là cố vấn rất là rất là tuyệt vời luôn là là tiến sĩ Trần Công Thắng là cố vấn cho cái trung tâm đó đó đang nghiên cứu về cái cấp độ mà tế bào cấp độ về về phân tử luôn á vì hiện nay thuốc điều trị bệnh lý này thì là không có không có kết quả mà phải dựa vào cái sinh học phân tử đó là giới thiệu để các bạn thấy sự thay đổi ở mức độ như thế nào và đa phần là dược sĩ chúng ta sẽ có một cái ưu thế ở mức độ nào chủ yếu là ở cơ quan và hệ cơ quan nhé và đối với sinh lý bệnh thì khi mà nghiên cứu thì các bạn sẽ biết được rất là nhiều điều luôn thứ nhất là cái mức cái mà phát triển cái khởi phát của nó thứ hai là diễn tiến à, diễn tiến và thứ ba là kết thúc thì thường nó chuẩn như vậy á thì trong những trường hợp bệnh bệnh nhiễm thôi bệnh nhiễm thường bệnh nhiễm nó sẽ có bốn giai đoạn nhé bốn giai đoạn bệnh nhiễm là bốn giai đoạn một là ủ bệnh này hai là khởi phát này ba là toàn phát này và bốn là kết thúc một cái chuẩn nhất của bệnh nhiễm và theo các bạn những cái cái giai đoạn mà thầy vừa kể á, giai đoạn nào mà nguy hiểm nhất nhắc lại nhé ủ bệnh là một này khởi phát là hai toàn phát là ba và kết thúc là bốn chúng ta dạ. bạn lúc nào cũng đi cho dạ, nên chi dễ à. ừ, toàn phát toàn phát à, chúng ta tập cái thói quen qua khung chat nhé tại vì qua khung chat nó có lợi lắm thì khi về thầy mà xem lại á thầy sẽ biết à, các anh chị nào tham gia nhiều nhé à, còn à, nói cũng được nói cũng được thì thầy sẽ nghe lại à, một là một là toàn phát rồi ở trong đây thì à, một số bạn ghi là ủ bệnh đó, thì khi mà chúng ta tìm hiểu á thì có thể là chúng ta quên, nhưng mà nhắc lại á, thì các bạn sẽ nhớ là cái giai đoạn mà mà chưa có biểu hiện ra đó, đó là giai đoạn rất là nguy hiểm luôn. Toàn phát đã biểu hiện ra rồi thì tùy mức độ nặng nhẹ mình sẽ can thiệp. Còn cái giai đoạn ủ bệnh nhá là cái giai đoạn mà nó chưa thể hiện ra bên ngoài. Mình phát hiện được á, là nhờ ví dụ nhờ xét nghiệm thôi à, nhờ xét nghiệm mà một số cái cận lâm sàng thôi. À, do vậy thì cái giai đoạn mà ủ bệnh nhé, là giai đoạn rất là nguy hiểm luôn. nha yeah, Đó là một số cái cái chia sẻ cho lớp, lớp nghe lớp sẽ nhớ thôi. Lớp nghe sẽ nhớ và nhìn và sẽ nhớ rất là lâu. Và cái 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 diễn tiến mà bốn giai đoạn nó chỉ có trong bệnh nhiễm thôi nghe. Vì một số bệnh khác là không có luôn á. Ví dụ như là bệnh đái tháo đường đi, không có giai đoạn kết thúc đâu, không có giai đoạn kết thúc luôn. Còn ví dụ như là bệnh những trường hợp mà tai nạn lưu thông á thì cũng không có giai đoạn ủ bệnh, nó tiến luôn, nó khởi phát rồi nó diễn tiến luôn thôi. Đó là một số cái cái giai đoạn, một số cái bệnh lý, một số bệnh lý mà chúng ta cần quan tâm. Rồi đây là phân loại này, thầy phân loại hai nhóm để chúng ta tập trung, để chúng ta tập trung. Đúng ra đó là mình sẽ học hết cái phần mà sinh lý bệnh về đại cương á, mình mới làm bài kiểm tra. Nhưng mà nhiều khi nếu mà học hết cái phần đại cương á, thì có thể nó quá buổi thứ tư hay buổi thứ năm. Làm như chúng ta là có một cái số lượng số lượng cái kiến thức nó hơi nhiều. Do vậy thì thầy cứ chốt 3 buổi đi. Nếu mà trong 3 buổi đó thì mà hết được thì càng tốt, hoặc không thì mình sẽ kiểm tra những cái phần mà mình đã học xong nhé. Vì đối với sinh lý bệnh về đại cương á, sinh lý bệnh về đại cương thì các bạn sẽ trả lời được á là bệnh là gì, bệnh là gì mình trả lời được luôn và nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh mình trả lời được hết vì sinh lý bệnh đại cương sẽ cho các bạn những cái khái niệm, những cái khái niệm, những cái quy luật và khi nghe thấy khái niệm và quy luật thì thường nhiều khi chúng ta hay hay nói là nó nó sao mà nó mang tính lý thuyết thế và nhiều khi lại buồn ngủ à, do vậy thì cái việc mà học online á, thì nghe cái trong cái cái lúc này nó cũng nó cũng hỗ trợ chút xíu nha chứ khi mà trên lớp thì cái phần này nó nó khá là à, khá là khô nên thầy cố gắng thầy ví dụ nó làm sao cho nó dễ nhớ nhất có thể rồi cái nữa là sinh lý bệnh về đại cương á sẽ cho chúng ta biết cái cái sự thay đổi của các cái quá trình à, cái quá trình ví dụ như là rối loạn về chuyển hóa rối loạn về chuyển hóa thì thầy sẽ giới thiệu lớp hai cái rối loạn thôi đó là rối loạn về chuyển hóa glucid và rối loạn về chuyển hóa lipid vậy thì à, tại sao mà lại không có giới thiệu về rối loạn về chuyển hóa protein protein rất là quan trọng mà thì chia sẻ luôn nè à, thứ nhất đó là trong ba cái chất đó glucid, lipid với protein. Thì ba cái chất đó là đều là rất là quan trọng với cơ thể mình qua cái con đường ăn uống á. Nhưng mà về cái vấn đề mà tạo năng lượng á, vấn đề cấp thiết hàng ngày á là mà thấy nó thể hiện ra rất là rõ thì đó là vai trò của lipid và glucid. Còn protein thì nó sẽ tham gia vào việc cấu tạo là chính. Nó tham gia việc cấu tạo. Và những cái rối loạn về chuyển hóa glucid, hay là tinh bột á và rối loạn về chuyển hóa lipid là chất béo là những cái rối loạn mà các bạn bên dược có thể hỗ trợ, có thể dùng thuốc điều chỉnh được, điều chỉnh được luôn. Ví dụ như là uh, đái tháo đường đi, là rối loạn về chuyển hóa glucid, các bạn có thuốc điều trị đái tháo đường, hỗ trợ rất là nhiều luôn. Chỉ cần là tư vấn tốt thôi và và sử dụng cái uh, hướng dẫn bệnh nhân sử dụng cái cái thuốc nó phù hợp. Hoặc là bệnh nhân bị rối loạn về lipid máu, ha, uh, hoặc là bị rối loạn về ví ví dụ như là bị uh, bị mỡ máu ha thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc được còn những cái trường hợp liên quan về cấu trúc rối loạn về cấu trúc liên quan tới uh, protein thì nó hơi khó một chút xíu thì uh, có thể những cái phần tiếp theo có những phần tiếp tiếp theo những cái uh, cái trình độ tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhưng mà trong sách vẫn có nhé và các, các anh chị uh, các bạn mà có thắc mắc thì cứ hỏi hỏi để mình chia sẻ thêm uh, để chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn rồi đó là cái sinh lý bệnh về đại cương còn sinh lý bệnh thì cơ quan này khá đơn giản rồi, các bạn chỉ cần nắm cái cơ chế, nắm cơ chế mà khi mà nắm cơ chế á, thì nhớ lâu lắm, đó, nhớ rất là lâu luôn. trong những cái cái phần về y cơ sở thì cái sinh lý bệnh là cái phần một cái họp phần mà nó khó quên lắm, nó rất là khó quên vì đã liên quan đến cơ chế rồi. do vậy thì khi mình ôn tập thì các bạn nhớ mình chia làm hai nhóm nhé, đó là sinh lý bệnh về đại cương và sinh lý sinh lý bệnh về cơ quan và khi mà nói tới ồ oh, uh, sinh lý bệnh có, như, có nhiều bài để ôn đâu không có hai phần thôi là đại cương và cơ quan và khi mà nhắc như vậy ồ oh, cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn học là phải vui học phải nhẹ nhàng đặc biệt lớp mình đó, lớp siêng nữa à, nên uh, cái việc mà nhớ là cái chuyện bình thường rất là bình thường đây uh, về cái, um, cái sơ đồ này nè thì thầy có điều chỉnh một chút xíu này hiện tại bạn nào mà có cuốn sách thì các bạn sẽ thấy uh, nó nó khác nó khác đó. đúng không nhìn nó sẽ thấy khác uh, ở trong sách đó, là cái sơ đồ này là viết cho các bạn bên y còn thầy dành riêng cho lớp cái sơ đồ này là viết cho các bạn bên dược thì các bạn sẽ thấy như thế này là cái ngành của chúng ta hiện nay có bốn chuyên ngành bốn chuyên uh, có bốn năm hình như là năm chuyên ngành nhá còn đối với trung bình thì là có 3 chuyên ngành thôi nhưng mà đối với cái ngành dược mình sẽ có dược lý dược lâm sàng này là một ha dược liệu dược cổ truyền là hai rồi kiểm nghiệm độc kiểm nghiệm độc chất là ba bào chế công nghiệp dược là bốn và quản lý dược là năm mình sẽ có năm mấy chuyên ngành à, năm chuyên ngành thì thực ra khi mà phân phân chia đó phân chia thì để chúng ta định hướng thôi chứ còn về cái bằng đại học là vẫn là bằng dược sĩ đại học có chăng là sau đại học mới phân chia và trong cái năm cái chuyên ngành đó thì cái 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 mảng mà dược lý dược lâm sàng các bạn chọn rất là nhiều vì khi mà đi về cái mảng dược lý dược lâm sàng á các bạn làm bệnh viện cũng tốt này là làm nhà thuốc cũng tốt luôn nhà mở học xong mở cái nhà thuốc bán em và mình sẽ xây dựng một cái nhà thuốc trong cái nhà thuốc có một cái cái phòng tư vấn thì chúng ta sẽ có một cái lượng bệnh nhân rất là ổn định cực kỳ ổn định luôn và khi mà bán á, thì cái quan trọng á, các bạn tư vấn thật là tốt thật là kỹ thì bệnh nhân nó sẽ gắn bó với mình đó là cái điều mà thầy thầy đã cảm nhận được trong suốt quá trình đi làm á, từ năm 2008 tới bây giờ là cái việc mà tư vấn kỹ nó có lợi rất là có lợi luôn và các bạn được sĩ dược lâm sàng tư vấn rất kỹ rất kỹ còn nếu mà tư vấn không kỹ biết liền à, dựa vào số lượng bệnh nhân nó sẽ sẽ rõ và để nắm được cái để tư vấn tốt đó vì cái này nhắc lại thì nha là ở nhà thuốc đó, ở nhà thuốc một cái dược sĩ thì chúng ta thường đó, ở cái vị trí mà bán thuốc đó, thường chúng ta sẽ có hai vị trí vị trí thứ nhất là toa tới đọc toa lấy thuốc sọc vị đó thì vị trí đó ai làm sẽ được miễn là dược sĩ thôi nhưng còn cái vị trí thứ hai thì rất là mong muốn các bạn đạt được và đạt được mà trên diện rộng thì càng tốt đó là khi mà bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân tới á người ta quên không đem toa thuốc theo hoặc người ta không có toa thuốc vì người Việt Nam có một cái thói quen đó là khó chịu thường tới tới nhà thuốc mà bảo tôi đau bụng hoặc đau đầu sau đó các dược sĩ sẽ hỏi thêm là ví dụ như là, là đau bụng sẽ đi như thế nào đau có lan hay không đau liên tục hay là từng cơn rồi có tư thế nào tăng giảm đau hay không hoặc là đau đầu đau vị trí nào thái dương hay là đỉnh đầu hoặc là phía sau đó dựa vào cái những cái triệu chứng mà bệnh nhân hay là người nhà gửi lại cho mình nhé thì các bạn sẽ có cái triệu chứng cơ năng nhắc đi nhắc lại rồi gặp đối với thầy khi mà các bạn gặp thầy thì thầy sẽ cố gắng để giúp các bạn nhớ được cái triệu chứng cơ năng vì dược sĩ mà nắm được triệu chứng cơ năng thì chắc chắn là là dược sĩ giỏi rồi đó đó à, do vậy thì muốn mà có một cái kiến thức tốt mà đặc biệt là kiến thức bên y vì các bạn học rất là ít kiến thức bên y à, về giải phẫu sinh lý thì ba tín chỉ thực hành một là bốn sinh lý bệnh ba là bảy rồi à, à, bệnh học khoảng hai tới ba thôi là chín tới mười tín chỉ thôi còn phần còn lại là thuốc thuốc rất là nhiều do vậy thì chúng ta phải học thêm nắm chắc về 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 bệnh và khi mà nắm về bệnh này thì các bạn có một người đồng độ rất là tốt đó là bác sĩ nội khoa bác sĩ nội khoa thì à, sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Vì bác sĩ nội khoa sẽ cho chúng ta cái vấn là những cái kiến thức liên quan tới chuyên môn. Uhm, còn uh, các bác sĩ ngoại khoa thường các bạn mà đi cùng với các bác sĩ ngoại khoa thì bác sĩ ngoại khoa thường có hỏi bệnh nhân, họ đứng trước một bệnh nhân thường người ta sẽ hỏi đặt câu hỏi là bệnh nhân này có mổ hay không. Còn các bác sĩ nội khoa thì nhìn bệnh nhân, người ta sẽ có một cái loạt câu hỏi để đưa ra cái triệu chứng và đưa ra thuốc và có thuốc là các bạn diệt sĩ vui rồi và muốn biết điều đó thì các bạn nhớ được cái cái sơ đồ này nhé cái nền tảng cơ bản của chúng ta là sinh với hóa này nền tảng là sinh với hóa và các bạn bên dược sẽ mạnh về hóa hơn mạnh về dược mạnh về hóa nhiều hơn sinh nên những cái vấn đề mà liên quan tới môn sinh học á thì thường thường hơi làm khó các bạn luôn nhưng mà liên quan tới hóa học thì không kế kế nữa là liên quan tới y cơ sở liên quan tới y cơ sở à, thì đó là dạy phẫu đó là sinh lý và hóa sinh đặc biệt là sinh lý và hóa sinh giải phẫu nó tạo cái nền cho chúng ta ví dụ chúng ta uh, muốn biết cái dạ dày hoạt động như thế nào thì phải nắm cấu trúc của nó đúng không cấu trúc rạng rỗng rồi thành là năm lớp là là cái cơ là cơ trên cơ trên là ba lớp nó co nó co thắt như thế nào do vậy thì nó là cái nền để cho sinh lý và cùng với hóa sinh nữa do vậy thì uh, cái phần mà y cơ sở thì các bạn sẽ có cái nắm được cái phần sinh lý và hóa sinh. lên hơn nữa là cái phần mà chúng ta đang học này sinh lý bệnh và miễn dịch và chúng ta sẽ tập trung ở phần sinh lý bệnh à, còn miễn dịch thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái chuyên chuyên sâu hơn. rồi tiếp theo nó là bệnh học à, và cuối cùng là, là dược động này dược lý này và dược lâm sàng. và cái môn học mà mà nó làm cho dược sĩ trở nên giỏi hơn nắm chắc chuyên môn hơn đó là dược lý à, đó là dược lý đó. đó dược lý nó nó khó nó khó nhưng mà khi mà chúng ta chạy qua rồi chúng ta mới thấy cái sự thú vị của dược lý và dược sĩ mà nắm được dược lý thì nói chuyện kiểu nào cũng được hết trơn á rất rất là giỏi luôn đó và cái hình này thì uh, uh, các bạn có thể được hỏi uh, được hỏi với thầy ẩn đi một số cái chi tiết đó xong thầy mã số hóa xong thầy hỏi lớp thôi những phần mà rất là đơn giản nhé yeah. rồi về về tính chất về tính chất thì cái này thầy để thầy chia sẻ vì nó thiên về cái quy luật về tính chất ví dụ như là đối với môn học này á thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quy luật tiếp cận những cái triệu chứng nhé tiếp cận những triệu chứng đơn lẻ thì chúng ta sẽ đưa ra cái quy luật và cái quy luật này á, thì chúng ta sẽ giải thích được bệnh, ví dụ như người ta bị bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đi thì mình sẽ biết được tại sao mà tạo ra cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính đó, tác động về các cái tế bào nó sẽ như thế nào, tác động lên cái phế quản nó sẽ như thế nào, qua lên niêm mạc của nó thì các tế bào, những cái tế bào mát dưỡng bào á rồi những cái tác động lên cái cơ. Đó. Từ cái những cái triệu chứng